Hello, đồ cao Nhật Bãi, chào tất cả anh em nha. Hôm đồ cao Thanh Trường xin giới thiệu cho anh em là một ít mẫu cần. Cần là em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30 đến 35k trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832 620 524. Zalo cũng vậy nha. 0832 620 524. Rồi. Đầu tiên em xin phép lên một cái cần. Một cây cần đo thử dài bao nhiêu. Rồi cái cần này độ dài là 2m1. Một cái cần độ dài 2m1 nha, chiên cho anh em lưu rê lắp cô ngâm này. Đây, ngoại hình cần này. Ngoại hình cần này. Đây, ngoại hình cần này. Cực kỳ nhỏ nhắn nha. Patch là patch Pusi này, số 1 này. Chữ nhắc này, dòng này là thuộc dòng của thằng Shimano nha. Dàn khoen là dàn khoen hãng này. Dàn quen nhựa thế này. Rồi. Sứ trắng nha, ra cước rất là mịn. Dòng này câu rất là bền, ngoại hình cần có vị sơ xước này. Rồi cái này mã số 1. Mã số 1 cây này để cho anh em giá là mã số 1. Cái này để cho anh em giá là 200k nha. 200k súp 2m1 Patpusi. Dàn khoen đây, cây này hàng nội địa Nhật nha. Giá này là 200k. Tiếp tục mã số 2. Mẫu số 2 cũng tiếp tục là một cái cần súp, cây này là dòng đời cao, hàng rất là mới, độ dài là 2m4. Đây blue suit nha, dòng blue suit này, dàn khoen ở đây. Dàn khoen là dàn khoen là ở xứ xám luôn, đây. Dàn khoen là ở xứ xám thế này nha. Cái khoen nó có bị đây, có bị bạc màu một chút nha, có bị bạc màu một chút. Rồi, cái này là cứng là 20, cái này là cứng 20, độ dài 2m4, loại này chuyên cho anh em lưu rê lắp với câu ngâm nha, câu rô phi. Độ dài 2m4, cái này là dòng đây. Rồi, cái này là của hàng Hàn Quốc xuất Nhật, độ dài là 2m4, dòng tem vàng, dàn khoen rồi. Cái này để cho anh em giá là mã số 2. Cái này để cho anh em giá là 190k, mã số 2. Mã số 1 là 200k nha. Mã số 2 là 190k. Đây, cái này mà lưu rê lắp thì rất là sướng. Mấy dòng này nó rất mới nha. Câu rất là bền luôn. Đây, đồ quốc ra này. Mới lồng lanh, khoen chạy nha. Khoen sắt lòng sứ thế này đây. Có hai khoen chống nổ lòng cần này. Rồi. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là một cây cần sút. Mã số 3 cũng tiếp tục là một cây cần sút line. Độ dài cây này là 2m4 nha. Nước sơn cây này nó có bị đây. Nước sơn nó sơn có bị lỗi lỗi thế này nha. Nó bị gượng gượng đây này. Patch là patch, patch hãng này. Dàn khoen nó cũng gần quen xứ xám thế này đây. Xứ trắng thế này nha. Mấy cái khoen này mà cái khoen nào có cái khoen nào nó bị bể hay bị gãy á, là em sẽ thay cái khoen khác gửi cho anh em nha. Đấy. Nói chung là cần bên em bán gửi đi là hoàn thiện hết rồi gửi cho anh em. Rồi cái này là cứng là 20. 15 20 nha, độ dài 2m4, loại này cũng thích hợp cho anh em lưu rê lóc cũng ngâm. Nước sơn cây này nó có bị gượng 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 này. Rồi cây này mã số 3. Mã số 3 cây này cũng để cho anh em giá là 190k nha, 190k. Mấy càng này về đánh là rất là bền luôn. Mấy dòng này rất là bền, supply 2m4. Dàn khoen là dàn khoen sứ trắng, hàng nội địa Nhật thế này đây. Mấy khoen khoen Nhật với có sứ trắng thế này nè. Rồi. Mã số 3. 190k nha. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một cây cần đây. Đây. Mã số 4 bán một cặp cần này luôn. Một cây là 3m60 và một cây 3m nha. Đây, hàng nội địa Nhật này, một cây giả trúc với là một cây cây hàng nội địa. Đây em lên cây này là 3m50 chứ, à 3m40 chứ. 3m40 này, ngoại hình này. Cây này là của thằng Casson này, Casson này, đây hàng nội địa Nhật. Ngoại hình này, phô cần này là cực kỳ cao cấp nha. Cái này là hàng rất là mới. Rồi cái này cứng là 3H. Cứng 3H này đầu quốc ra là mới tinh luôn này. Cứng 3H độ dài cây này là 3m40 chất liệu là fit nha. Ngoại hình cần rất là đẹp. Tiếp tục cây số 2. Cây số 2 là một cây cần 3m, ngoại hình có xe xước châm dâm nhẹ này. Đây. Chỗ nào có xe xước em báo nha. Đây, có xe xước này. Rồi cái này cũng chất liệu là fit, độ dài cây này là rồi, cái này là cứng là cái này cũng cứng 3H nha. Cứng 3H độ dài cây này là 3m, đầu quốc ra này. Đầu rút ra thì cây này nó còn rất mới, nhưng cái thân gốc này nó có bị xước chút này thôi. Đây, có xước chút xíu này thôi nha. Rồi, cặp cần này để cho anh em giá là hai cây cần nha, hai cây cần rất là đẹp. Rồi, một cặp này để cho anh em giá là rồi, hai cây cần này để cho anh em giá là 300k hai cây nha. 300k hai cây nha. Đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Cực kỳ đẹp luôn. 300k hai cây cần nha. 3m và 3m 40. Tiếp tục là một cây cần
Rồi, 300k hai cần nha. Tiếp tục mã số 5 tiếp tục là hai cây cần giả trúc này, ngoại hình cần rất là đẹp này, một cây 2m6 và một cây 3m50, tay cầm là cuốn chỉ thế này đây, ngoại hình cần vô cần. Rồi, cái này cứng mấy hát, cái này cứng là 1,5 hát này, độ dài là 3m50 này, cái này là do người nhân nhạc làm này, vô cần cực kỳ đẹp luôn nha, vô cần cực kỳ đẹp luôn này. Rồi, cây này cũng vậy, cây này là cũng hàng giả trúc, tay cầm là cuốn chỉ 2m60 này, cây này là 2m60 này, ngầu hình này, em nhìn này, cũng chỉ thế này nha, cái kiểu giả trúc vậy á. Rồi, cây này cứng 2 hát, độ dài cây này là 2m60 này, vô cần cũng rất là đẹp. Rồi, cặp cần này để cho anh em giá là 350k hai cần nha, một cây là 2m60 và một cây là 3m50, 350k hai cần, tay cầm là cũng chỉ, ngoại hình cần rất là đẹp luôn. Rồi, 320k hai cần. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 cũng tiếp tục vào một cặp cần. Mã số 6 cũng tiếp tục một cây cần là 4m50 và một cây cần là 2m4. Đây ngộ hình toàn là cuốn chỉ thế này thôi nha. Đây ngộ hình cần này. Phô cần này. Em lên trước cây 4m50 nha. Cây này nó có đường vân kim tuyến này. Cây này cũng rất là ngon này. Mấy đường vân kim tuyến rất là kỹ càng này. Cái này là bị dính keo nha. Nhất sơn cây này còn khá là mới. Cây này cứng mấy hát? Cây này cứng là 1,5 hát này, đột hình tháp nha. Đột hình tháp là đột rồng phượng á. Nhiều anh em chưa biết. Đó, đột hình tháp là đột rồng phượng nha. Đầu cúc ra này. Phô cần cực kỳ đẹp luôn. Rồi, một cây 3m4 và một cây 2m4 này, tay cầm là cuốn chỉ này. Đấy, 4m5 và 2m4. Cái này là cứng là 1,5 hát. Rồi, cặp cần này để cho anh em giá là hai cần này để cho anh em giá là 350k hai cần nha. 350k hai cần. Đấy. Phô cần rất là ngon nha. Tay cầm là cuốn chỉ nè, 350k hai cần này, 4m5 và 2m4. Rồi, tiếp tục là một cây súp 350k hai cần. Tiếp tục mã số 7 tiếp tục là một cây cần sút. Mã số 7 tiếp tục là một cây cần sút, độ dài cái này là 3m này, pat là pat pusi nè. Đây, một cây cần sút này, ngoại hình cần thì rất là mới luôn nha. Ngoại hình cần rất là mới, dòng cần này đánh rất là bền. Dàn khoen này, dàn khoen sứ trắng thế này nha. Dàn khoen sứ trắng, cây này là cứng là 25. Tức là cho anh em câu ngâm lăn xe rồi rất là sướng luôn. Đấy, độ dài cây này là 3m, ngoại hình cần rất là mới nè. New mới nha. Đấy, rồi cây này để cho anh em giá là mã số 7. Mã số 7 cây này để cho anh em giá là cây cội hình cây cần này rất là mới. Nên để cho anh em giá cây này là 230k thôi nha. 230k này. Ngoại hình cần cực kỳ đẹp luôn. Pat Pusi 3m này, mấy dòng này đánh rất là bền. Khoen đây, đầu bu nó là đầu bu Fuji sứ trắng thế này nha. Rồi. Tiếp tục mã số 230k nha. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần súp. Cây này là độ dài là 2m4, cây này là hàng Olympic Span này, cây này nó có dập tem Olympic ở đây luôn này. Cây cần này là phôi rất là bền luôn, rất là bền bỉ luôn nha. Nhìn này, anh em nhìn thấy cực kỳ chắc chắn luôn nha. Rồi, dàn khoe nó cũng dàn khoe sứ trắng thế này đây. Dàn khoe sứ trắng nha. Đầu bu nó cũng là đầu bu Fuji, nhưng mà đầu bu Fuji này là Fuji sứ đen. Còn khoen của nó là đầu bu Fuji sứ trắng nha. Đấy. Rồi, cây này là cứng là 15-20. Kết hợp cho anh em cùng ngâm lăn xe. Đây. Câu bè 2m4. Đây cực kỳ chắc chắn. Rồi, cây này cũng để cho anh em giá là 220k thôi. 220k nha. Mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một cây cần súp. Một cây cần súp này, độ dài cây này là 39 nha. 39 pat là pat pusi này. Độ dài là 3m60 nha. Dàn khoen nó đây, dàn khoen là dàn khoen sứ trắng này. Khoen đầu địa nhập thế này đây. Pat là pat pusi nha, 3m60 này. Đấy, loại này thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe. Cái này cứng là 25. Cứng 25, độ dài cái này là 3m60 này, chất liệu là phíp này, đọc rút ra này. Đọc rút ra phô cần cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, đọc rút ra phô cần cực kỳ đẹp này. Rồi, dàn khoen là sứ trắng thế này đây. Pat là pat pusi, 3m60, ngoại hình cần. Rồi, cái này để cho anh em giá là 250k thôi. 200 cái này để cho anh em giá là 240k nha. Tiếp tục mã số 10.
Rồi tiếp tục mã số 10 là một cây cần tây này, một cây cần tây carbon à, một cây cần tây fit nha. Cây này là giá hơi cao một chút nha anh em. Ba mấy số 10 này phô cần cây này cực kỳ đẹp luôn. Đây, phô cần cực kỳ đẹp nha. Cây này là khá là xịn sò. Chất liệu là fit. Chất liệu là fit nha. Chất liệu là fit nè. Độ cứng cây này là 3H nè. Độ cứng 3H nè, phô cần cực kỳ đẹp luôn nha. Cây này là giá là hơi cao một chút. Cây này để cho anh em giá là 230k nha. 230k. Độ dài là 3m60 này, của con đi nè, bán đồ điện Nhật này, hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy. Mã số 10, 230k. Tiếp tục mã số 11. 11 cũng tiếp tục là hai cái cần tây. À, 11 là ba cây cần luôn. Một cây là 3m6. Một cây hai cây nha. Một cây là 3m3 và một cây là 2m4. Đây, hai cây cần này. Một cây và 3m3, một cây cần 2m4. Hai cây cần này đều giả rút này. Cây này là 3m3 này, cũng có bọc chống nổ lắm cần này. Em rút đọc cho con. Rồi cây này là cứng là 2H này. Cứng 2H, độ dài là 3m3 này, chất liệu fit này. Rồi này anh em câu rô phi đồ dễ gì mà hư. Rồi tiếp tục cây số 2. Cây số 2 là một cây 2m4, tay cầm là cũng chỉ chỗ này nó có bị bong sơn một chút chỗ này nè, đây. Bông sơn cái chỗ cái ngón tay em gõ này đấy, rồi hình cầm. Rồi cây này mã số 11. 11 này cứng là 1,5H, độ dài cây này là 2m4, chất liệu là fit. Rồi cặp này để cho anh em là 2m4 và 3m3. Hai cây. Hai cây này để cho anh em giá là 2 cây. Rồi cây hai cây này để cho anh em giá là 270k hai cần. 270k hai cần nha. 3m3 và 2m4, 270k hai cần này. Cần cực kỳ đẹp nha. Về vệ sinh em lau chùi rồi em gỡ, trước kia em gỡ cho anh em nha. À, rất là đẹp. 270k hai cần. Tiếp tục là một cây 2m7 và một cây 3m6. Đây, một cây 2m7 và một cây 3m6 nha. Đấy. Ngồi hình cần này. Cái này là 2m7 này. Phô cần các cây này. Cây này là 2m7 do nghệ nhân Nhật làm này. Đây. Anh em thấy không? Rồi cây này mã số 12. 12 cây này cũng là 1,5H, chất liệu là fit này. Đọc rút ra này. Đọc rút ra là có bị sơ xước không nha. Em sẽ kiểm tra phô cần hết. Đây, cây này là 3m60 này. Ngồi hình cần này rất là đẹp. Đấy. Lau chùi ra cũng rất là mới luôn. Rồi. Cây này 3m60, độ cứng cây này là 2H. Độ dài là 3m60 này, chất liệu fit này. Đọc rút ra này. Phô cần rất là mới nha. Rồi, cặp cần mã số 12. Hai cây cần mã số 12 này là một cây 2m7 và một cây 3m60. Một cây do nghệ nhân Nhật. Nghệ nhân Nhật nên là giá hơi cao một chút nha anh em. Cây này, cặp này để cho anh em giá là 300k hai cần. 300k hai cần là 3m6 và 2m70. Nó cao tiền hơn chút là do nghệ nhân Nhật làm, nó cao tiền hơn chút nha. 300k mã số 12. Hai cần. Tiếp tục mã số 13. Tiếp tục là một cây cần xích này. Một cây cần xích, cây này là độ dài cứng là 30, độ dài cây này là 3m30 này. Loại này thích hợp cho anh em câu ngâm là câu lăng xê này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha. Ngoại hình cần thì mới tinh luôn. Ngoại hình là cần là mới tinh luôn này. Ngoại hình cần mới tinh luôn nha. Loại này thích hợp cho anh em câu ngâm lăng xê rồi rất là sướng. Cần đây qua tem vàng chữ đỏ. Đây qua tem vàng chữ đỏ nha, là cắt là xịn luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ trắng thế này đây. Dàn khoen Fuji xứ trắng thế này nha. Rồi, hàng đây qua 3 khúc, cứng 30, độ dài là 3m30, hàng cực kỳ đẹp. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 13. 13 cái này hàng cực kỳ đẹp nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là 450k nha. Cái này là 450k này, loại này anh em đánh là siêu sướng luôn. Siêu sướng, siêu bền luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây, 450k hàng đây qua nha. Rồi, tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một cây cần 3 khúc. Cây này độ dài là 3m60, cây này là cứng là 25. Đây, ngoại hình cây cần này thân độ rất là đẹp, nhưng mà cái chỗ khúc góc này này. Đấy, nó có bị sơ xước này, anh em thấy không? Nó có bị sơ xước này, ra dàn khoen nó đây. Dàn khoen nó dàn khoen hãng thế này đây. Đấy. Hãng xứ trắng thế này nha. Đầu bu nó cũng xứ trắng nhưng mà lại viền hồng này. Viền hồng nha, còn mấy này là viền, nó là viền màu đen cái bọc luôn cái ngồi rồi. Patch là patch Pussy.
Rồi cứng 25, độ dài cây này là 3m60, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xê. Loại này là loại siêu bền đầu đồng cấu đá, mã số 14. Mã số 14 này để cho anh em giá là, rồi cây cặp 36, cây này để cho anh em giá là 400k, mã số 14, 400k. Tiếp tục mã số 15. 15 là một cây càng xích, tiếp tục là một cây càng xích. Một cây càng xích tiếp nha, độ dài cây này là 2m70. Độ dài cây này là 2m70 nha. Xích tiếp này, độ dài này là 2m70 này, ngoại hình càng này, ngoại hình này. Ngoại hình càng là rất là đẹp nha. Đây, ngoại hình càng rất là đẹp, dòng này dòng tim vàng, vàng khoen ở đây. Vàng khoen cũng vàng khoen sứ trắng khoen lớn thế này đây. Thích hợp cho anh em cô ngâm lăn xe nha. Cái này là cứng là 27, độ dài cây này là 2m70 này, chất liệu là phíp này, độc rô ra khá là đẹp luôn này. Rồi, cái này mã số 15. Mã số 15 này để cho anh em giá cây này là 220k, 220k nha, sút cực kỳ đẹp luôn. 220k. À, cực kỳ đẹp nha. Giá 220k mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 cũng tiếp tục là một cây càng càng sấp carbon, nhưng mà cây này là nó carbon. Đây, độ dài cây này là 3m, cây này là cứng 20 nha. Paravic nè, cứng 20, độ dài là 3m nè. Pad là pad hãng nha, dàn khoen nó là dàn khoen hãng luôn. Dàn khoen hãng xứ xám thế này đây, độ dài là 3m nha, chất liệu là carbon. Cây này là cứng là 27. Độ nãy nó là 30, cứng 27 nha, chất liệu ra. Chất liệu là carbon sống vòng thôi nha. Cây này là chất liệu là carbon sống vòng. Dàn khoen là dàn khoen hãng này, càng lớn nha. Cứng 20. Cứng 20, độ dài cây này là cứng 20 nhưng mà độ nãy cây này nó tới 27-30 luôn nha. Rồi cây này mã số 16. 16 cây này để cho anh em giá là 800k nha, 800k càng carbon. Tiếp tục mã số 17. 17 cũng tiếp tục là một cây càng sấp carbon, cây này cũng độ dài là 3m30. Đây, water suit nè, 3m30 carbon nha, phát hãng nè. Khoen cũng là dàn khoen hãng nè, dàn khoen hãng, dàn khoen xứ xám thế này đây, khoen cực kỳ chắc chắn luôn nha. Rồi cây này cứng bao nhiêu? 3m30. Rồi cây này là cũng cứng là 27. Cứng 25 27 nha. Cứng 25 27 chắc liệu là carbon nè, đọt phút ra cũng nước sơn có bị sơ xước dăm dăm nhẹ thôi nha. Cây này sơ xước dăm dăm nhẹ. Cây này cũng để cho anh em giá là 800k carbon. 800k nha. 3m3. Bát hãng, khoen là khoen này, khoen hãng này. Khoen này cũng kiểu như là kiểu như khoen Fuji vậy á. Mã 17. 800k. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là 2k. Rồi, 18 là 2k, một cây càng. Rồi, 2k. 2k là rồi, 2k càng, 2k 3m60 này. 2k càng 3m60 này, một cặp 3m60 nha. Chất liệu là phíp, đây ngoại hình càng nha. Phô càng thì nó bị dính keo thôi, nói chung là phô càng rất là, còn rất là mới đây. Rồi em rút từng đọt cho anh em xem nha, cái nào lỗi đồ là em sẽ bỏ ra qua. Rồi cái này cứng là 2h này, độ dài là 3m này, đọt rút ra nước sơn còn rất là mới này. Rồi tiếp tục cây số 2. Cây số 2 cây này cũng 3m60 này, bộ dài cây này là 3m1 chứ, 3m1 nha, em nhầm chứ không phải là 3m60 nha. Cây 3m60 mà một cây 3m1, cây này cứng là 1,5h. Đọc rút ra này. Rồi, cặp này để cho anh em giá là mã số 18. Một cặp. Cặp này để cho anh em giá là 280k hai càng luôn. 280k hai càng, một cây là 3m1 và một cây là 36. 280k hai càng luôn nha. Phô càng chắc chắn còn đẹp. X sơ xước. 280k. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là 3 cặp. 19 tiếp tục là một cây càng 2m7, hai cây càng 2m7 và một cây càng là cái này là bao nhiêu mét? Mà một cây càng là 3m4. Hai cây càng 2m7 và một cây càng là 3m4 đây, ngoại hình này. Để em lên từng cây nha. Đầu tiên là một cây càng 3m4 là ngoại hình có bị sơ xước dăm dăm với nước sơn bên ngoài nè, thấy không? Có xước dăm dăm rất là nhiều bên ngoài nha. Đây. Xước dăm nhiều bên ngoài nè. Rồi. Cái này cứng mấy hát? Cái này cứng là 1,5h nè, đầu khúc ra đây. Đầu khúc ra thì được bên trong được cũng được coi. Đây, nói chung là cây này nó có bị sơ xước nhiều nha. Có bị sơ xước nhiều. Rồi, tục cây số 2.
Cây số 2 là một cây 2m70 này, ngoại hình cây cần này còn khá đẹp, nhưng mà cái tem cây này là còn khá cũ nha. Đấy. Cây này có bọc chống nổ lóng cần này. Cây này cứng là 1,5H đầu phút ra này. Rồi. Cây này còn là khá mới. Tiếp tục là một cây 2m7, cây này cũng còn mới nè. Rồi, ba cây này để cho anh em giá là 360k. Độ cứng là 1,5H. Đầu phút ra này. Rồi, ba cây cần là 360k nha. Ba cây cần 360k, hai cây 2m7 và một cây 2m34 nha. Cái này là nó chỉ bị sơ xước bên ngoài thôi, không bị ảnh hưởng tới phô nha. 360k ba cây. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là hai cây cần. 20 tiếp tục là một cây cần 2m7 và một cây cần 2m2, cũng là tay cầm là cũng chỉ hết. Nha. Chất liệu là phíp đỏ. Này. Anh em nhìn nè, nhìn phô càng rất là đẹp nha. Anh em nhìn phô càng rất là đẹp nè. Rồi, một cây 2m2 và một cây 2m7 chất liệu là phíp. Tay cầm là cuốn chỉ. Cây này cứng mấy hát? Hai cây này để cho anh em giá là 270k hai cần nha. Cứng là 1,5H. Đọc quốc ra thì khá mới luôn. Nào sơ xước em sẽ báo nha. Rồi. Cái này cứng là 2H. Cứng 2H. Đầu quốc ra, cây này thì có củ nhẹ. Rồi, hai cây cần này mã số 20, 270k hai cần nha. Đây, 270k hai cần. Tiếp tục là một cây cần sấp carbon. Để một chút nha. Rồi, tiếp tục là một cây cần sấp carbon này, một cây cần sấp carbon. Cây này là cứng 20-25, độ dài là 3m90 này. Cây này là có cái là bát hãng này. Bát hãng này khoen hãng nha. Đây. Khoen hãng, khoen này cũng giống như khoen Fuji á, rất là chắc chắn luôn. Rồi, cây này là cứng là 20-25 này. Chất liệu là carbon này, đấy, giờ khoen đọt rút ra này, đọt rút ra cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi cái này để cho anh em giá là 1 triệu nha, cái này để cho anh em giá là 1 triệu. Sấp carbon, đấy, pad Fuji này, cứng 20-25, độ dài là 3m90 này, giá em này là 1 triệu nha. Hàng cực kỳ đẹp, pad hãng khoen hãng, giá là 1 triệu, mã số 20. Chất liệu là carbon, 1 triệu. Tiếp tục mã số 21. 21 cũng tiếp tục là một cây cần sấp carbon, nhưng mà cây này là cứng 25, độ dài cái này là 3m90 này. Cứng 25, độ dài là 3m90 này, pad là pad Fuji nha, dàn khoen đây. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Alo. Dài nhiêu anh? Rồi tiếp tục mã 21. 21 là một cây cần ISO khoen nhỏ, một cây cần ISO khoen nhỏ nha. Cây này là độ dài là 5m30, pad là pad Fuji này, ngoại hình cái cần này có sơ xước chầm chầm nhiều nha. Cây cần này sơ xước chầm chầm nhiều nè, dàn khoen là dàn khoen Fuji ISO nhỏ. Dàn khoen Fuji ISO nhỏ này, chất liệu là carbon sóng vòng này, khâu cần cực kỳ chắc chắn nha. Cây này cứng tầm khoảng là 5H á, 4 đến 5H á. Đấy, đọc của ca này. Cây này cứng là 4 đến 5H nha. Anh em câu rất là sướng nè. Có sơ xước chầm chầm thôi, không ảnh hưởng đến khâu cần nha. Có sản xuất dăm dăm rất là nhiều. Rồi cây này để cho anh em giá là 750k nha. 750k. Hàng nó chỉ bị sơ xước bên ngoài thôi, không bị ảnh hưởng phô nha. Anh em chốt em sẽ chụp hình chi tiết lại cho anh em xem, và anh em gửi tới anh em nhé kiểm tra hàng trước thanh toán giúp em. Rồi hàng không bị lỗi làm gì hết. Dàn khoen là Fuji số nhỏ này, pad là pad Fuji. Độ dài cái này là 5m4 hay 5m3 gì á, nó mất con số rồi. Cái này để cho anh em giá là 750k nha. Tiếp tục mã số 22. 22 cũng tiếp tục là một cái càng ISO khá nhỏ, một cái càng ISO khá nhỏ cực kỳ đẹp luôn. Pad là pad Fuji này, đột một, độ dài cái này là 5m4 này, dàn khoen là dàn khoen Fuji ISO nhỏ này. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này, cái này cứng là cứng tầm khoảng là 3H, cái này cứng tầm khoảng 3H này, chất liệu là carbon sóng vòng này, chất liệu là carbon sóng vòng này. Chất liệu là carbon sóng vòng này. Rồi cái này mã số 22. Chất liệu là carbon sóng vòng, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này, pad là pad Fuji này,
đột 1, độ dài là 5m4. Đây ngoại hình cặp. Rồi cây này mã số 22. 22 cây này để cho anh em giá là 22 nha, carbon. Cây này còn rất là mới đẹp, bản nội địa Nhật. Cổ cần rất là ngon. Cây này để cho anh em giá là 900k. Mã số 22 900k nha, ISO con nhỏ. Tiếp tục mã số 23. 23 cũng tiếp tục là một cây cần ISO con nhỏ. Cây này là đột 2, độ dài cây này là 5m4. Cây này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật. Pat là Pat Fuji nha. Rồi dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này. Rồi cây này để cho anh em giá là 800k. Cây này cứng tầm khoảng là 3H. Đột quốc ra này chất liệu là carbon sống vòng này. Nấu gan cục cụm thế này nha. Chung là cây này nó cần rất là mới. Nhưng mà có cái là hàng Hàn Quốc xuất Nhật này nó rẻ hơn của hàng Nhật nha. Hàng nội địa. Cái này để cho anh em giá là 800k nha. Có sản xuất trăm dăm. Dàn khoen là dàn khoen Fuji ISO nhỏ. Pat là Pat Fuji. Giá này là 800k. Mã số 23. Tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một cây cần súp carbon. 24 tiếp tục là một cây cần súp carbon. Độ dài cây này là 3m60. Một cây cần 3m60 này chất liệu là carbon sống vòng này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Pat là Pat Fuji này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập thế này nha. Dàn khoen Fuji gập. Đây. Cây cần này là cứng là 30. Độ nảy của nó là 33 đến 35 nha. Độ nảy cây này là 33 đến 35. Đánh rất là sướng. Thích hợp cho anh em đánh bầu lực nha. Rồi độ dài cây này là 3m60. Dàn khoen là Fuji gập. Pat là Pat Fuji nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.200.000. 1.300.000 nhé anh em. 1.300.000 nha. Tiếp tục mã số 25. 25 cũng tiếp tục là một cây cần súp. Một cây cần súp. Cây này là độ dài là 3m90 này. Pat là Pat Fuji này. Ngoại hình cần đây. Mấy cây cần súp. Cần súp thì nó đắt tiền hơn mấy lòng khác nha. Dàn khoe là dàn khoe Fuji gập này. Đấy. Cây này là cứng là 27. Cứng 27 nha. Độ dài cây này là 3m90 này. Chất liệu là carbon này. Đọc quốc ra này. Phô cần cực kỳ đẹp nha. Phô cần cực kỳ đẹp nha. Rồi mã số 25. Súp carbon. Dàn khoe Fuji gập. Độ dài 39, độ cứng 27, phô cần rất là mới luôn. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.200.000. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ. 26 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ. Cây này là chất liệu là carbon 2 da nha. Pat là Pat Fuji này. Đột 2, độ dài là 4m50 này. Chất liệu là carbon 2 da này. Hàng nội địa Nhật nha. Đây, cắt tim vàng này. Đột quốc ra này. Đấy, nó xoắn cùng cụm thế này nha. Ở dưới là nó xoắn ít. Đây này là nó xoắn vòng nha. Rồi, cây này cứng tầm khoảng là 6H. Cây này cứng tầm khoảng là 6H nha. Cây này cứng tầm khoảng 6H. Chất liệu là carbon xoắn vòng này. Độ dài cây này là 4m50 này. Chất liệu là carbon 2 da nha. Cây này để cho anh em giá là carbon 2 da nó mắc hơn carbon thường nha anh em. Đó. Này dàn khoen Fuji siêu nhỏ. Cây này để cho anh em giá là 1.200.000 nha. Carbon 2 da này xoắn ít cực kỳ đẹp luôn này. Rồi, 1.200.000 mã số 26. Tiếp tục một mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần súp 27. Độ dài cây này là 4 mét mấy á. Alo. Dạ. Số điện thoại này anh nè. Rồi để em kết bạn cho, chờ em chút. Dạ dạ được, khoảng chờ em khoảng 20 phút nữa nha, em đang like một chút á. Chút em dạ rồi ạ. Dạ ok anh ạ. Cảm ơn anh nha. Đây. Cây này độ dài là 4m50 nha. Cây này là súp hạ xuống làm cần tay 4m30 chứ. Cây này là cứng là khoảng 9H. 9H nha. Cây này là súp hạ xuống làm cần tay này. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. 9H nha. Cây này 9H này giá hơi cao một chút. Cây này giá là 350k. 350k nha. 9H 4m30. Đây. Súp hạ xuống làm cần tay này. Cực kỳ đẹp luôn nha. Mới tinh luôn nha. Xếp hạ xuống làm cần tay, cứng 9H, giá là 350k. Cây này vừa vấn đánh 5-6 năm chưa hư luôn. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần tay. 28 tiếp tục là một cây cần tay. Cây này là hàng NFT. Một cây cần tay, độ dài cây này là 5m4 này. Hàng NFT nha, tay cầm là cuốn chỉ này. Đây, ngồi hình cần này.
Đây. Đây cây này cứng là cây này cứng là 3H. Cứng 3H nha, độ dài là 5,4 này, chất liệu phíp này, cây này có bọc chống lũ lóng cần hết. Rồi cây này để cho anh em giá là Rồi cây này để cho anh em giá là 250k nha, cần tay chất liệu là phíp. Độ dài là 5,4, cây này là hàng của NFT, hàng nội địa Nhật, ngoại hình cần có sơ xước và có cũ. Cây này để cho anh em giá là 250k, mã 28. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cây này là 3 4,50, một cây cần tay độ dài cây này là 4,50 nha. Ngoại hình cây cần này có sơ xước dăm dăm nhiều nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 200k luôn. Cây này để cho anh em giá là 200k nha. Cây này cứng là 1,5H này, đầu quốc ra này. À cây này nó có bị tụt cái khoen chống nổ lóng cần nha. Tụt cái khoen như thế này này. Đấy, tụt cái khoen như thế này nha. Để anh em giá là 200k nha. Đây, khoen chống nổ lóng cần này. Rồi cây này có sơ xước nhiều. Giá là 190k đi, 4,50 nha, 190k. Cái này là của tem con cá này, hàng nội địa Nhật này. 190k, vậy cho anh em câu. Mã số 29. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cây cần súp fit. Một cây cần súp fit nha, cây cần này là cực kỳ bền bỉ luôn. Riêng cái dòng cần này là rất là bền bỉ nha, 3m60, ngoại hình cần rất là đẹp này. Bát hãng này, 3m60. Đây dàn khoe nó đây, loại này thích hợp cho anh em tải cá lớn rồi rất là sướng luôn. Cái này là cứng là 27 nha, phô cần rút ra này cực kỳ đẹp luôn nha, sơn cái này cũng rất là đẹp luôn. Rồi sấp cái này 3m60, chất liệu là fit nha, ngoại hình cần là dàn khoe nó đây, dàn khoe xứ trắng thế này đây, đánh cực kỳ sướng. 3m60 pass và pass pussy, cái này để cho anh em giá là 240k thôi, 240k nha. Mấy dòng này cần cực kỳ mới đẹp này, hàng bãi mà mới thế này là rất là hiếm nha, 240k. Mã số 30, tiếp tục mã số 31. 31 cũng tiếp tục là một cây cần súp. 31 cũng tiếp tục là một cây cần súp. Cây này là cần KTI. Cây này là độ dài là 3m90. Cây này là độ dài là 3m90 nha. Pass pussy này. Dàn khoen ở đây. Dàn khoen cũng dàn khoen sứ trắng này. Dàn khoen sứ trắng nha. Ra cước rất là mịn luôn. Cây này là cứng là 27, cứng 25 27, độ dài cây này là 3m90 này, chất liệu là phíp này, đọc quốc ra này. Phô cần đây. Phô cần cây này cũng còn rất là mới luôn. Cây này để cho anh em giá là 250k nha. 3m90 dàn khoen là khoen sứ trắng này, khoen nội địa Nhật, bát tập bát cusi. Rồi 250k, mã số 31. Tiếp tục mã số 2 32. 32 cũng tiếp tục là một cái cần súp. Đây. Chị qua tiếp nha. 32 cũng tiếp tục là một cái cần súp. Đây, một cây càng súp carbon nha, độ dài là 3m90 này, pass và pass fuxi này, dàn khoen ở đây, cũng dàn khoen sứ trắng thế này đây. Kiểm tra sứ trắng thế này nha, độ dài là 3m90. Độ dài 3m90, cây này cứng 25 27, có thể cho anh em cùng ngâm lăn xe rồi rất là sướng này, đầu phút ra này. Có sơ xước dăm dăm đây. Có sơ xước dăm dăm nha. Rồi cây này mã số 32. Cây này mã số 32, cây này để cho anh em giá là cũng 200 đây, có sơ xước nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 240k thôi, pass fuxi. Dàn khoen là dàn khoen khoen đầu địa, khoen sứ trắng thế này đây. Rồi 240k, ngoại hình càng có sơ xước. À tiếp tục mã số 25 nha. 25 đang giới thiệu cái càng súp này. 25 là một cái càng súp carbon này, cứng 25, độ dài cái này là 3m90 này, pass và pass fuxi này, chất liệu là carbon sáng vòng này, dàn khoen là dàn khoen fuxi nha. Đây đầu rút ra này, đầu rút ra sáng găng cùng cụm nha, màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Cái này còn rất là mới luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 1,1 triệu nha. Cái này giá là 1,1 triệu nha. Dàn khoen là dàn khoen fuxi này. Đấy, mấy cây cần này đánh rất là sướng luôn. Cứng 25, độ dài là 3,99. Giá này là 1,1 triệu. Mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34 tiếp tục là hai cây cần. Bán hai cây luôn ta. Bán rẻ cho anh em luôn mà. Một cây mà 4m40 và một cây 3m60 này, hai phô hai cây cần này. Cứng là 1,5H nha, đầu quốc ra này, máy phô phao càng này còn rất là mới luôn nha. Đấy. Rồi. Máy phô càng này, phô càng rất là mới nha, thu gọn này 60 cm. Máy loại này anh em đi câu rất là tiện lợi luôn, với là một cây 3m60 này, phíp đỏ nha. Cặp này để cho anh em giá là 330k hai càng nha, 320k hai càng nha, hàng cực kỳ đẹp luôn, chất liệu phíp đỏ cao cấp luôn nha. Rồi cặp này mã số 34, 330k hai cần, một cây là 36 và một cây là
4 mic 40 đấy, 330k hai cần cực kỳ vip luôn nha, có sơ xước nhẹ thôi. Đây tem đầu địa này, 330k hai cần. Tiếp tục mã số 35, 35 tiếp tục là hai cần luôn, 35 cũng tiếp tục hai cần. Cây này là 3 mic 60 và một cây cần đây là 4 mic 20. Đây hai cây cần này, cặp này cũng để cho anh em giá là 320k luôn nha. Đây nội hình nói chung là đột rút ra là còn rất là mới luôn. Đây 320k hai cần, anh em về câu cực kỳ sướng luôn nha. Lóng ngắn này có cực là mình sướng là mình đem đi, chứ còn lúc tới nơi là mình rút hay nhiều nên mình cũng hơi mệt. Rồi cây này 3 mic 60 này, tem vàng này, chung là cần còn ngon hết nha, không bị chi hết, cứng 1,5H. Rồi cái này mã số 35, cặp này để cho anh em giá là 320k đi, 320k nha, cần là em lau chùi mới tinh gửi cho anh em luôn, 320k hai cần. Tiếp tục mã 36, 36 là còn cây này đúng không, cây này để cho anh em giá là 200k luôn. Cây này là 3m60, cây này là 3m60 nè, thu gọn 60cm nha, cũng cứng 1,5H này. Nói chung là ngoại hình cái mấy cái cần này còn mới tinh không à, lắm nhiều quá rút mạch luôn. Đây hàng mới tinh luôn nha, 200k mã số 36. Tiếp tục mã số 37. Rồi 37 là một cây cần xích này, dòng này là dòng cực kỳ bền, độ dài là 3m, pát vặn này, độ dài là 3m nha, chất liệu phím này, dòng này đánh là anh em tải cá rất là sướng luôn. Cái này là thu gọn lại là bao nhiêu cm đây, khoảng 80cm nha, pát là pát hãng này, dàn khoen là khoen hãng luôn, khoen hãng siêu chơi siêu xám thế này đây. Ủa, cái này là cứng là 30 nha, cứng 30, độ dài là 3 mét này, chất liệu là phíp này. Rồi này anh em tải cá khoảng là 4kg đổ lại là rất là sướng luôn, khoảng 4kg đổ lại rất là sướng nha. Rồi cứng 30, độ dài là 3 mét, cái này hàng nội địa Nhật này, phâu cần nó đây cực kỳ đẹp. Rồi cái này mã số 37, 37 này để cho anh em giá là 37 37. Rồi 37 này để cho anh em giá là 230k, 230k nha. Đấy. Tiếp tục là cần ISO, một cây là 3m60 và một cây là 3m. Đấy, hai cái cần ISO này, một cây là 3m60 này, ngoại hình này. Cái này nó tục cái đầu bu đầu mắt rồi. Này nó bị tụt đồ bộ kẹp đồ bô rồi nha. Rồi cái này là 3m ISO khoảng nhỏ này, pad là pad pussy này, ngồi hình càng này. Để em bán cặp luôn, bán rẻ cho anh em luôn. Một cây 5m4 và một cây 3m này, ISO khoảng nhỏ. Cây này là cây day qua, cây này là cây Olympic, cây này là người ta cũng chỉ nè, dàn khoan là pussy ISO nhỏ nè. Cặp này để cho anh em giá là, hai cây này là để cho anh em giá nè. Rồi rồi cặp này để cho anh em giá là 420k hai cần nha, 420k hai cần, 420k hai cần, 3m và 5m4. Nói chung là ngoại hình còn ngon hết cả, đầu rút ra còn ngon hết nha, này, có sự xước nhẹ thôi, còn cây 3m này. Cái này cũng đột hình tháp này, đột trồng phượng này, đấy phô cần cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi 420k hai cần, chế cho anh em diện kèm câu cho nó sướng. Mã số 38, 420k hai cặp. Tiếp tục thôi, em lên tạm 38 cái cặp này. Anh em nha, nhớ liên hệ qua số Zalo là 083 0832 620 524. Số điện thoại cũng vậy, 0832 620 524. Chúc anh em làm việc tốt, gia đình thật nhiều sức khỏe.